quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao ngày 27 tháng 10 năm 2015 của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin đáng chú ý sau. Vòng 9 La Liga, Athletic Bilbao dễ dàng giành 3 điểm trước Sporting Gijon. Beckenbauer khẳng định việc chuyển tiền cho FIFA là nhầm lẫn, không phải hối lộ. Giải quần vợt Swiss Indoor Tournament, Rafael Nadal lội ngược dòng trước Lucas Rosol. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là diễn biến tại trận đấu muộn vòng 9 La Liga giữa Athletic Bilbao và Sporting Gijon. Cả hai đều rất cần một chiến thắng để cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Với lợi thế sân nhà, Athletic Bilbao không ngần ngại dồn lên tấn công. Và thành quả đã sớm đến với đội chủ nhà với bàn thắng từ cú đệm bóng cận thành của Susae tại phút thứ 29. Có bàn thắng khai thông bế tắc, các cầu thủ Athletic Bilbao tiếp tục đẩy cao đội hình và có thêm được hai bàn thắng nữa đều được thực hiện do công của Adoris ở các phút thứ 42 và 67. Thắng trận 3-0, Athletic Bilbao cải thiện đáng kể được thứ hạng khi vươn lên vị trí thứ 12, trong khi Sporting Gijon rơi xuống vị trí thứ 17 và chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm. Đức thêm một lần nữa khẳng định sự trong sạch của mình khi trưởng ban tổ chức World Cup 2006 Franz Beckenbauer cho biết số tiền 6,7 triệu euro chuyển cho FIFA không phải là tiền hối lộ. Theo những thông tin mới nhất, trưởng ban tổ chức World Cup 2006 Franz Beckenbauer đã khẳng định số tiền mà Liên đoàn bóng đá Đức chuyển cho FIFA không phải là một khoản hối lộ. Huyền thoại bóng đá Đức cũng chắc chắn rằng không thành viên nào của Ủy ban vận động đăng cai World Cup của Đức đã chi tiền mua phiếu bầu. Đây không phải là lần đầu tiên Beckenbauer đáp lại những cáo buộc nhắm vào chiến dịch giành quyền đăng cai vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới cách đây 9 năm. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Đức cũng mạnh mẽ phủ nhận mọi cáo buộc về hối lộ hay quỹ đen trong quá trình vận động trao quyền tổ chức World Cup 2006. Tiếp theo sẽ là những thông tin hấp dẫn trong cuộc chạy đua cho chiếc ghế nóng của Liên đoàn bóng đá thế giới. Ngày 26 tháng 10, UEFA cho biết tổ chức này sẽ ủng hộ Tổng thư ký Gianni Infantino ứng cử chức chủ tịch FIFA trong cuộc bầu chọn tới. UEFA cho biết hoàn toàn ủng hộ chiến dịch tranh chức chủ tịch FIFA của ông Infantino. Một số thành viên của tổ chức này còn chia sẻ, ông Infantino đang tiến hành gửi các giấy tờ cần thiết để hoàn thiện thủ tục hồ sơ ứng cử. Ban chấp hành UEFA đã đạt được đồng thuận về vấn đề này tại một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức trực tuyến chỉ vài giờ trước khi hết thời hạn nộp hồ sơ ứng cử chức chủ tịch FIFA. Nếu ra tranh cử, ông Infantino có thể sẽ phải đối mặt với đối thủ được cho là nặng ký, đó là ông Ebrahim Al-Khalifa. Một nhân vật thế lực và có tầm ảnh hưởng lớn, từng là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bahrain từ năm 2002. Năm 2013 đã cử chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á và nghiễm nhiên nắm giữ một chân phó chủ tịch FIFA kể từ đó. Bên cạnh đối thủ nặng ký trên, hoàng tử xứ Jordan, Alian Hussein, người đã thua ông Sepp Blatter trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA hồi tháng 5 năm 2015, cũng đã tuyên bố tham gia ứng cử. Trước đó, các ứng viên được cho là tiềm năng như Michel Platini và Chung Mong Chun đã bị Ủy ban Đạo đức FIFA đình chỉ tham gia các hoạt động trong bóng đá. Chuyển sang diễn biến tại giải WTA Finals dành cho 8 tay vợt nữ hàng đầu thế giới đang diễn ra tại Singapore. Dù đây là lần đầu tiên Muguruza góp mặt tại giải đấu này, nhưng tay vợt trẻ người Tây Ban Nha đã không hề có dấu hiệu bị ngợp. Muguruza khởi đầu trận đấu đầy tự tin trước tay vợt người Séc Safarova. Với khả năng ra bóng tốt, cùng lối đánh ổn định, tay vợt người Tây Ban Nha vượt qua đối thủ 6-3 trong set thứ nhất. Safarova nỗ lực hơn trong set thứ hai và đã có break trước. Tuy nhiên, Muguruza đã cho thấy vì sao cô đang là tay vợt số 3 thế giới khi bình tĩnh cân bằng tỷ số và vượt qua đối thủ trong loạt tie break. Như vậy, Muguruza đã có sự khởi đầu đầy thuận lợi trong lần đầu tiên tham dự WTA Final. Một tay vợt người Séc khác là Kvitova cũng phải nhận thất bại trong trận ra quân. Tay vợt từng hai lần vô địch Wimbledon đã có một trận thi đấu dưới sức trước tay vợt người Đức Angelique Kerber. Kvitova mắc nhiều lỗi đánh bóng hỏng và để thua nhanh chóng trong set thứ nhất với tỷ số 2-6. Cô đã có cơ hội để cân bằng tỷ số trong set 2 khi giành break trước nhưng lại không tận dụng được và để cho Kerber thắng ngược 7-6. Với trận thua này, Kvitova sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở hai trận đấu còn lại mới có hy vọng đi tiếp. Giải quần vợt Swiss Indoor Tournament năm nay thu hút được sự quan tâm lớn của người hâm mộ khi có sự tham gia của những tay vợt nam hàng đầu thế giới như Roger Federer, Rafael Nadal hay Stan Wawrinka. Nhưng ở ngay vòng đấu đầu tiên, suýt chút nữa một trong ba tên tuổi này đã phải sớm rời khỏi cuộc chơi. Rafael Nadal có sự khởi đầu chậm chạp trong trận mở màn giải Swiss Indoor Tournament gặp đối thủ Lucas Rosol, tay vợt người Tây Ban Nha để thua 1-6 trong set thứ nhất. Và tưởng chừng như vua đất nện sẽ phải nói lời chia tay với giải đấu khi anh tiếp tục mất break và bị dẫn 4-5 trong set thứ hai. Nhưng đúng vào thời điểm quyết định, Nadal đã thể hiện được bản lĩnh để đòi lại break và thắng 7-5 trong set đấu này. Set quyết định diễn ra vô cùng căng thẳng và phải cần đến loạt tie break, cựu số 1 thế giới mới có thể vượt qua đối thủ đến từ Ba Lan. Với chiến thắng chật vật này, Nadal đã ghi tên mình vào vòng 2 của giải đấu.
Vượt qua hơn 75 gôn thủ, Michael Smith đã lên ngôi vô địch tại giải World Crazy Golf Championship. Ra đời từ năm 1066 và là một trong những giải đấu nổi tiếng và lâu đời nhất của nước Anh, giải World Crazy Golf Championship năm nay thu hút 75 gôn thủ đến từ khắp nơi trên thế giới. Các tay gôn đối mặt với những thử thách không hề đơn giản khi họ phải đánh bóng vượt qua những chướng ngại vật như cối xay gió, đài tưởng niệm, ngọn hải đăng và rất nhiều đồi dốc khác nhau. Và chiến thắng trong giải gôn kỳ lạ này là chàng sinh viên 29 tuổi Michael Smith đến từ Oxford. Đây đã là chức vô địch lần thứ 3 của anh tại giải đấu này sau 2 lần vào các năm 2011 và 2012. Anh đã lên ngôi vô địch với thành tích 32 gậy, hơn 13 gậy so với người đứng thứ 2 là Paccio Aho đến từ Phần Lan. Sau đây sẽ là những diễn biến tại giải thể dục dụng cụ vô địch thế giới 2015. Nhật đã khẳng định sự thống trị của mình trong ngày thi đấu đầu tiên. Trong ngày thi đấu đầu tiên, tại giải thể dục dụng cụ vô địch thế giới 2015 tại Scotland, Nhật Bản đã vượt qua Trung Quốc ở nội dung đồng đội nam, qua đó giành quyền vào trận chung kết và quan trọng hơn là đảm bảo một suất tham dự Thế vận hội Olympic vào năm sau. Sau 5 phần thi, các chàng trai của đội Nhật Bản với linh hồn là nhà vô địch Olympic 2012 Kohei Ishimura đã vượt qua những người đồng nghiệp bên phía Trung Quốc ở 3 trong tổng số 5 bài thi thể dục dụng cụ. Kohei Ishimura đã dẫn đầu trong tất cả các bài thi, qua đó giành được tổng điểm là 1.608 sau ngày thi đấu đầu tiên. Những vận động viên còn lại của đội Nhật Bản như Kenzo Shirai, Yusuke Tanaka và Kazuma Kaya cũng đều có được thành tích tốt trong ngày thi đấu này. Tiếp theo sẽ là những diễn biến mới nhất về tình hình thể thao trong nước. Sau Phan Thị Hà Thanh, Phạm Phước Hưng tiếp tục trở thành vận động viên được đặt nhiều kỳ vọng đã thi đấu không thành công tại giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới 2015 đang diễn ra tại Glasgow. Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý là tay vợt Nguyễn Tiến Minh được xếp là hạt giống số 1 tại giải Bahrain International. Tối ngày 26 tháng 10, Phạm Phước Hưng đã bước vào thi đấu nội dung toàn năng nam tại giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới 2015. Do ảnh hưởng của chấn thương trước khi dự giải, tài năng trẻ của thể dục dụng cụ Việt Nam đã thi đấu không tốt ở các bài thi của mình. Với tổng điểm 81,565, Phước Hưng chỉ đứng ở vị trí 82 trên 182 vận động viên tham gia thi đấu nội dung này. Không thể lọt vào danh sách 24 vận động viên góp mặt ở vòng chung kết nội dung toàn năng, Phạm Phước Hưng cũng không thể góp mặt ở vòng 8 vận động viên vào chung kết đơn môn. Giải cầu lông Bahrain International Challenger 2015 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 11 tại Sát Khalifa. Theo bảng xếp hạng tuần vừa qua được Liên đoàn cầu lông thế giới công bố, Nguyễn Tiến Minh đã bị đánh bật khỏi top 40 thế giới, xuống đứng ở vị trí 41. Tuy nhiên, ở giải đấu này, tay vợt số 1 Việt Nam vẫn được xếp hạng hạt giống số 1. Nếu thi đấu thành công, tay vợt số 1 Việt Nam hoàn toàn có thể trở lại với mục tiêu lần thứ 3 liên tiếp giành vé tham dự Olympic. Bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!